Dẫn con đi chơi công viên, cặp vợ chồng kinh hãi khi quay được bóng người bí ẩn trên cầu trượt. Theo lời kể của người đăng tải video, cuối tuần vừa qua, vợ chồng cô đã đưa con gái đến một công viên cách nhà khoảng 10 km để vui chơi. Lúc đó vào khoảng 5 giờ chiều gần chập tối nên khu vực này khá vắng người. Khi hai vợ chồng đang ghi hình lại những khoảnh khắc đáng yêu của con, thì bất chợt phía sau cây cột xuất hiện một bé gái với toàn thân trắng bệch, khiến cả hai giật mình tắt video, chạy ra sau kiểm tra, nhưng kỳ lạ thay không có ai ở đó cả. Tua chậm đoạn video có thể thấy rõ ràng đó là một bé gái khoảng 8 tuổi, có vẻ ngoài u ám với khuôn mặt trắng bệch, đang nhìn chăm chăm về phía vợ chồng cô. Sau khi đăng tải đoạn video, một số người cho rằng thứ lọt vào ống kính của cô gái rất có thể là hồn ma của một bé gái xấu số nào đó còn vương vấn trong công viên này. Số khác thì cho rằng có lẽ bé gái đã kịp rời đi trước khi vợ chồng cô đến kiểm tra. Hiện clip vẫn đang gây tranh cãi khắp các trang mạng. Còn các bạn khán giả của Tin 3 Phút Bí Ẩn nghĩ sao về đoạn video ma quái này? Hãy cùng để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi biết nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tin 3 Phút Bí Ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tin 3 Phút chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.